Rồi, ok, chào các bạn, mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chiến dịch mới trong cái dòng game Samurai Warriors. Thì hôm nay chúng ta chiến dịch này nó sẽ có tên là Vision of Hope, nghĩa là dạng như cái tầm nhìn của cái hy vọng á. Nói chung là hôm nay chúng ta sẽ đứng, nói chung là bữa giờ chúng ta chơi thì đa phần cái chiến dịch đó là chúng ta đứng về một phe nổi loạn hoặc là chúng ta đứng về phe của Tokugawa. Thì hôm nay chúng ta sẽ đứng về cái phe của Hideyoshi các bạn ha, tức là đứng về phe của nhà Toyotomi á. Nhưng mà thường thì những cái nhân vật này sẽ xuất hiện là sau khi mà Hideyoshi Toyotomi đã mất, và chúng ta sẽ đóng vai trò là cái người, những cái gọi là công thần của nhà Toyotomi á, chúng ta cung phò Hideyori. Và cái người mà nhân vật chính trong cái chiến dịch lần này thì sẽ là Mitsunari Ishida, tức là tổng quản của nhà Toyotomi đó các bạn. Rồi, ok. Rồi, cái phần này thì nó không cho bỏ bát, cho nên là các bạn chịu khó nhìn tí. Cái nhân vật này thì mình đã từng chơi bên Warriors Orochi Z rồi, thì các bạn sẽ thấy là nhân vật này nó đánh bên Orochi Z thì nó khá là đuối. Tại vì ông này thì theo như đánh giá cá nhân của mình thì cái cách đánh của ông ấy nó múa nhiều hơn là đánh. Mà cái cách đánh đó thì nó không có hiệu quả cho lắm, đa phần là nó mang cái tính thẩm mỹ nhiều hơn. Nhưng mà nhìn chung qua bản này thì ông ấy được cải thiện khá là nhiều, nói chung là tuyệt kêu của ông ấy rất hiệu quả. Ông này cũng là dạng tướng special đó các bạn. Mấy cái bản trước thì ổng mới thuộc nhóm là tướng power, nhưng mà ở đây là ổng qua đây là tướng special rồi. Và chúng ta sẽ đứng ở trận đấu đầu tiên của ông này sẽ là trận Shizuka Take, tức là cái trận đấu mà trước khi mà ông cái ông gì quên mất tiêu à. Nói chung là đây là cái sự kiện mà trước khi bà Oichi tự tử cùng ông chồng của mình á, cái ông mà cầm hai cái rìu mà coi là vị tướng mạnh nhất của nhà Oda đó các bạn. Thì đây là cái trận đánh mà chúng ta sẽ đứng dưới quyền của Hideyoshi đi đánh bại cái tướng, à đúng rồi, ông Katsue có ghi chữ đây nè, đánh bại ông Katsue rồi vừa vô quýnh mất khó luôn. Thì sau cái trận chiến này thì ông Katsue lui về lâu đài của ông để phòng thủ, nhưng mà có một điều là ông ấy thấy rằng mình không có cơ hội để mà thắng được Hideyoshi, cho nên là ông ấy quyết định là phóng hỏa lâu đài và sau đó là tự tử. Bà Oishi thì không muốn, về cơ bản thì bà ấy có thể đi ra nhận Hideyoshi chẳng sàng thu nhận thôi, nhưng mà bà ấy đã bỏ chồng một lần rồi. Tại vì cái lần đó thì trước đó là bà ấy là vợ của Asai Nagamasa, mà sau đó thì do là có giấy bỏ vợ nên ra thì Oda Nobunaga đón về. Nhưng mà nhất lần đó bà ấy về thì bà ấy còn có anh trai. Còn bây giờ là bà ấy ra là hầu như bà ấy không còn gì, nhà Oda hầu như là bị nhà Toyotomi kiểm soát hoàn toàn rồi. Thành ra bà ấy chỉ cho ba đứa con gái đi ra thôi, còn bà ấy tự tử cùng chồng, cho nó đúng với cái đạo của một người vợ của Samurai các bạn. Tại vì thật ra khi mà Samurai tự tử thì vợ cũng phải tự tử theo, hoặc ít nhất thì cũng phải lên chùa tu. Và bà ấy thì đã đau khổ quá rồi, thành ra là bà ấy chấp nhận cái chết như là một cái điều tất yếu. Nếu như mà Samurai là tự đâm vô bụng là vợ Samurai là phải đâm vô cổ nha các bạn. Nói chung là cái hầu hết là tất cả những cái câu chuyện thì nó đều miêu tả giống vậy, nhưng mà có một cái do là để người ta dành cái sự chính cho cái lòng trung thành của Katsue á. Thì thường trong các tác phẩm mà văn hóa đại chúng của Nhật Bản, dù các bạn chơi con Neo 2 hay bất cứ cái game nào của Nhật Bản, thì các bạn cũng sẽ thấy là trước cái trận chiến cuối cùng á là ông Katsue thường được đánh một trận với nhân vật chính, và sau đó thì chúng ta sẽ được xem cảnh là hai vợ chồng mới tự sát. Một cái cảnh cũng không hay ho gì, nhưng mà nhìn chung thì nó thể hiện được cho cái tinh thần của võ sĩ đạo, với lại cái tinh thần của một người vợ võ sĩ đạo các bạn. Nói nói là khá là nặng đầu à, nói như là khá là nặng nề chứ cũng không phải gì đâu, nhưng mà ở đây chúng ta thấy được cái đức của người xưa. Ở đây chúng ta nâng cấp cái này trước, là lần trước là mình lấy được cái một cái cây lửa mà nó có lức đây nè, đây cái này nó 20 thôi mình chấp nhận luôn. Rồi thôi đầy rồi thôi, không ham nữa. Ồ nó thêm được cái gió nữa là được 6 dầu, mà cây này cũng ngon, tiếc là nó lên về 21. Rồi lượt sau lôi Trung Nguyễn đi luyện công tiếp. Rồi bây giờ chúng ta phải tạm thời nâng cấp cho ông này cái đã. Ông này cũng vô đường đép à. Ông này vô đường đép cũng được, tại ổng là dạng tướng ngồi lều tranh chỉ đạo mà, đó là chịu đòn giỏi một tí thì mình được nhờ thôi. Rồi ổng được vậy thôi các bạn. Rồi chúng ta để dành cái cục ngọc đi, còn phải nâng cấp cho rất nhiều nhân vật khác nữa. Cái nhân vật mà sẽ đi cùng với ông này đến hết trận đường á thì chỉ có hai ông này sẽ làm phản nè. Chỉ có hai ông này là theo tới cùng nè, hai ông này về sau là quay đầu qua phe Tokugawa nè các bạn. Hideyoshi với bà Nene thì chắc chắn sẽ chết rồi.
Cho nên là chúng ta sẽ chỉ còn đúng một hai ông này thôi, ông Sakon Shima hoặc là ông Yoshisugu Otani. Ông này là vốn là gốc là cũng là người của nhà Asai này, nhưng mà sau khi Asai Nagamasa chết á, thì ông này là theo về với lại Toyotomi, nhưng mà chắc kiểu để chăm sóc bà Oichi thôi các bạn. Thì hai nhân vật này là khá là thân. Ông này thì dạng là tướng vòng ngoài, nhưng mà nhìn chung thì quan hệ giữa ba người này khá là tốt. Hai ông này thì đến giai đoạn này thì chưa có mâu thuẫn với lại ông Mitsunari, nhưng mà sau trận đánh này sẽ bắt đầu có mâu thuẫn. Và đó cũng là lý do tại sao mà đến cái trận Sekigahara đó thì hai ông này trở giáo. Rồi thôi, mình nghĩ là một tướng special thì đi với lại một tướng hyper sẽ ngon hơn là đi với một tướng special nữa. Hai con special đi với nhau. Ông này là về cơ bản là chỉ huy rồi, ổng cầm cây đao bự hơn, nhưng mà ổng là chỉ huy đội súng nha các bạn. Ông này chuyên chỉ huy lực lượng xạ kích luôn á, chứ không phải là ổng là nhìn cây đao bự tưởng ổng là chuyên tính chiến đâu. Cũng là commander đấy, chứ không phải warrior, chứ là warrior thuần tí các bạn. Rồi ông này thì dạng như là nói chung là hai ông này là hai ông chiến lược gia đi chung với nhau nữa thì nó cũng hợp bài. Rồi ok, nói chung là chưa nâng cấp được cái gì nhiều, nhưng mà hai ông này thì về cơ bản là sẽ có chiêu rồi. Chủ yếu là chiêu nhờ mấy nhân vật khác đó. Đầu tiên là chúng ta lấy ngựa trước, hai ông này chắc chắn là không cho cưỡi gấu. À ông này thì nâng cái đường này á, nhưng mà cũng đủ điểm nâng đúng cái này thôi, buồn ghê. À, hơi lên đường chút cũng mừng. Rồi đây có tại Trung Nguyễn với lại Trúc Anh là mình chưa có nâng được cái gì hết. Rồi ông này thì được thêm chiêu bơm máu thôi. Rồi ok, vô. Rồi mới vô hai ông đi chung với nhau đi, tại vì muốn đi riêng cũng chả có đường mà đi. Rồi vô. Đây mình biết ngay là nó nằm ở đây mà, dễ gì chạy qua kia liền. Vì kia dùng ra dùng đỏ mà. Ây da, cái chiêu hai bơ của ông này nhìn cũng đẹp đấy. Rồi đây, phân thân chi thuật. Không phải ninja nhưng vẫn dùng được chiêu của ninja nha. Mới vô ít chiêu quá, khó đánh ghê vậy. Rồi đây, đây nè tuyệt chiêu. Nói chung là tuyệt chiêu mới đầu vô thì cũng ném ném giống vậy thôi, giống bên kia. Nhưng mà được cái là tới lúc mà nó tung cái đòn cuối thì khá là đẹp. Bên kia rất là chi, nó không có cái đòn cuối, nó đứng thằng kia mất máu mà nó đứng nó không làm gì luôn. Cái đòn vật của ông này cũng khá đẹp nè. Nói chung là nhờ thêm mấy cái đòn này nữa là ta mấy nhân vật này nó cũng đỡ đuối. Chứ bên Orochi là hơi đuối các bạn, đuối quá luôn. Rồi đây, còn cái đòn kết của ông này lúc mà bật nộ lên thì quá đẹp rồi, không nói nữa là làm gì. Ồ, được kill rồi, hay quá. Rồi đây ok, được thêm hai đòn về cũng mừng. Rồi lại đây. Rồi đây chúng ta chạy hướng này đi. Mình nghĩ là chưa tới lúc chạy qua bên kia đâu, nó còn đỏ mà. Chúng ta chạy đường này trước, ngựa không tới thì thôi. Tại nhân vật này chưa nâng đường dạng, ngựa nó chạy lung tung cho mấy tướng mà muốn có lên ngựa liền được luôn á. Con ngựa làm việc tốt phải nâng cái đường vàng các bạn. Mới đầu mình tưởng là lỗi game, nào ngờ không phải, tướng nào mà nâng cái đường vàng nhiều rồi á thì cái con ngựa tự động nó làm việc tốt. Vậy lúa rồi, kệ nó, con nó cũng ghi rõ cái chiêu đó là kỹ năng cưỡi ngựa mà. Đây, xử hết mấy cái chỗ ra lính này cái đã. Nó cũng vừa giúp ta lấy ngọc mà nó vừa là đối phương suy yếu đi, tội gì không phá. Ông này ném cái, ông có chiêu hyper, ông ném cái quạt này cũng khá là lợi hại. Chưa kể ông phân thân ra nữa, ông ném khá là ngon. Rồi xong. Như là quýnh cấp độ khó đó, mà mấy nhân vật mới vô quýnh các bạn quýnh cấp độ khó, chịu khó đánh cấp độ khó các bạn lên level đã lắm. Rồi đây, tướng trên kia thôi, tại nó vô cái chỗ màu hồng rồi mình không dám đánh. Nhưng mà còn yếu chứ nhân vật mạnh rồi, nhà vô đánh chả lo. Mà nó chơi với mà này cũng khó lắm á nha, chứ không phải dễ đâu. Tại vì là các bạn phải
đấu với khá nhiều đối thủ mạnh. Màn này là mặt một sao mà nó có cả Kenji Maeda lẫn Toshihide Maeda luôn á. Nói chung là hai vị tướng mạnh của nhà Maeda đó các bạn, đừng có đùa. Như là nói dễ chứ không dễ lắm đâu. Kurosuchi thì nó được lợi cái là một tướng ăn ba tướng hưởng, còn đây là thằng nào ăn nãy hưởng. Rồi ok, một nhiệm vụ nữa thành công. Rồi bây giờ lên ngựa qua xử hai thằng cầm cờ. Chỉ còn xử được hai thằng cầm cờ thôi, quýnh nhẹ liền. Thằng cầm cờ đâu rồi, ngựa mình, ngựa mạnh mình ủi cái một à. Đây, nói chung là ngựa mình mạnh rồi thì mình ủi, mình không có sợ gì hết. Ví dụ đụng lúc mấy con ngựa còn yếu, nhiều khi nó lồng lên là chết mình. Đây là có cái thùng mà tại màn này một sao nên chắc đồ dởm, tướng này cũng chưa có chuyên năng đồ. Ví dụ là phải lấy được, có nó lấy được cái chiêu mà búp đồ, búp lấy đồ xịn á mới dễ. Rồi xong. À nó là chiêu special các bạn, đây là tướng special mà chết quên. Chiêu này ngồi ngựa không có tác dụng. Quên. Từ từ mình luyện cái ông kia, bây giờ tập trung luyện ông cái đã. Ông kia cho đi hưởng sái với đi hỗ trợ thôi. Nãy giờ mình không tách hai ông tướng này ra là có chuyện, mà này không tách ra được đâu. Đúng rồi, là mình muốn tách cũng không có chỗ để mà tách nữa. Hai ông này đi sát với nhau rồi có đất diễn. Nói chung là cái đoàn thế của ông này giờ nó còn khá là đơn giản, chưa có thứ tư luôn. Mà được cái ông này quýnh thuộc tính khá là nhiều. Ý là cái đoạn đánh ổng xa nữa các bạn, ổng quăng cái quạt ra được một cái tầm khá là rộng. Ví dụ là qua đây nói chung là chỉ cần có chiêu hai bơ thôi, mấy tướng này là dễ chơi liền. Ví dụ là mấy lúc ăn đầu tiên á chưa có cái chiêu hai bơ khó chơi lắm. Tại vì mấy con tướng nào mà nó quýnh cái đoạn nô mồ không tốt là chúng ta gặp khó khăn khi mà chơi liền. Đây. Tập trung luyện một ông. À khoan, ông này thì luyện tí. Ông này hai bơ rồi, ổng khá là ngon. Rồi đây, khoan cho ổng ăn máu cái thôi. Sau đó ổng xuống ngựa thì mình chỉnh cho mình bơm máu cho ổng cũng được. Nhưng mà tại vì mình đang luyện ông này, cho ổng ngồi trên ngựa thì tỷ lệ sống sót của ổng cao hơn, đỡ mất máu nữa. Ê, đừng có cản vậy chứ. Rồi hay quá. Như là mấy lúc đầu các bạn tận dụng đột vật, tại lúc đó cái đòn sát thương các bạn chưa cao mà cái đòn combo các bạn chưa dài nữa. Nói chung là chơi mấy cái đòn này phải biết cách. Đây. Có thằng sumo này, sumo thì cũng là lính thôi. Đây, nãy giờ canh me để mà dùng chiêu rồi. Đây, nhào vô. Đây, chiêu ông này là cực đẹp luôn. Đây, một đống bom, nổ. Nói chung là chúng cấp ta còn thấp, nổ còn hơi yếu. Nó đỡ màu rồi các bạn thấy không. Rồi, đây. Không biết là được chiêu gì mà thôi, cứ búp đi. Chúng ta không được để tướng mình chết nha. Một mấy tướng này chết là chúng ta thua đó, nhưng mà một tướng để thua là mình cầm rồi, đâu sao. Như là các bạn chơi mà các bạn cầm được chánh tướng ngon cơm rồi. Trời ơi, nỗi lòng nào rớt ra cũng không nắm. Như là tướng mà chưa luyện chiêu đó, nó không có cái gì gọi là ngon hết trơn. Mấy thằng cầm súng là nó còn không nể mình nữa. Rồi ok. Không có đồ mà có nguyên đám lính cầm súng ở đợi mình chứ buồn ghê nơi. Rồi thôi không sao, lên đánh ông Toshihide Maeda luôn. Ông này về sau là hàng nhà Toyotomi và ổng trở thành một trong các công thần nha. Khi mà Hideyoshi Toyotomi mất á, ông này là một trong các công thần được gửi lại để phò tá con ổng á.
Nhưng mà tiếc đó là ông Toshihide Maeda này á, thì ông ấy sống không được thọ lắm. Cho nên là sau khi mà Hideyoshi mất 1 năm á, thì ông này cũng mất luôn. Và điều này dẫn đến đó là nó không có người để mà thừa kế. Thế đó đúng là không có người phò tá. Dẫn đến là cái thế của Ieyasu Tokugawa càng lúc càng mạnh. Và điều đó nó dẫn đến cái sự phản bội của Tokugawa. Rồi đây, canh nổ phá là ăn. Ôi trời, chết mà nổ thằng tướng dởm. Thằng tướng xịn nó còn ở đây, bởi nó chứ ông này dễ gì ăn được ổng. Một trong các tướng mạnh của nhà Maeda mà. Dễ gì ăn. Tưởng bỏ quýnh thằng tường thằng tướng phụ nhầm nữa. Trời, ông Kenji vô đây luôn, hai ông này họ phối hợp và chơi sao lại. Thêm mấy thằng sumo vô nó phụ nữa thì ôi trời ơi luôn rồi. Chỉ có chơi đặt bơm thôi, nhưng mà ông này ông quýnh giữa chừng ông sẽ rời đi các bạn. May mắn là chỗ này cái màn này nó có này, chứ hai ông Maeda mà nhào đập mình chắc mình chết quá. Ông này được mỗi chiêu đặt mìn là ngon đó, nó có chiêu đặt mìn mà nổ ra sắc thương hệ lôi mới ghê chứ. Đặt mìn này là hơi bị đỉnh luôn. Rồi lôi hãy quýnh ông lại ông này thôi, chạy ra các bạn. Tất nhiên là ông sẽ dí chỗ với mình chạy, chỉ ông chạy ra chỗ mình ăn máu á. Nè, rồi chủ yếu đi đập lính, nói chung là luôn những lúc này là những lúc mà ta cần lính đông nè, đông là để mình quýnh mình lên cái nộ á. Đây tuyệt chiêu mà quýnh ông này không mất bao nhiêu máu. Ông này là ngang với hàng với mình, nói là ông này là ngang hàng với lão bố rồi. Vô ổng quýnh là cực kỳ đỉnh luôn. Hai nhân vật này cùng xong vô đánh chưa chắc quýnh lại ổng. Hên hên xui xui là còn chết đấy. Tôi là tướng kia chết là tướng này được tính là thua luôn á nha, chứ không phải là chết thằng này còn kia đâu. Thôi ông này chạy vô khác giùm tôi cái, qua về để đánh thằng này nè. Đánh ông Katsue Shibata này. Ê, coi chừng chết. Ê, quên bơm máu cho ổng nữa. Rồi, đây, đầy rồi. Rồi, đây. Ráng tung được đòn choáng thì mình ăn. Tại ổng gần hết máu rồi, mình tung được đòn vật. Đây, hay quá. Rồi, đòn này là coi như là ăn hên. Ok, con chiêu thứ nhất, thứ hai là hoàn thiện rồi. Nhưng nó chịu đứng lại các bạn cũng mừng. Đây, con chết màu lấy nhà. À không, ngựa con kia là của ông kia, mình ngồi đúng con mình rồi. Đây. Vô mình vô tình bấm đúng chiêu luôn các bạn, gây choáng. Đúng là cái thức thứ hai của mình nó đã đủ rồi, cho nên là mình nó nổ khói thêm phát nữa, sát thương không cao nhưng mà gây choáng. Rồi ok, quýnh kịp hay không mình chưa biết. Nhưng mà chắc chắn là quýnh rất mạnh. Ông này đúng kiểu là mùa đông luôn á, rất là lạnh. Ông mà dạ ổng quân sư mà cái đầu ổng phải lạnh chứ. Đó các bạn không? Ông này thi triển cái chiêu của ổng hơi lâu, nhưng mà nó múa hơi nhiều. Nhưng mà có được cái là nó nọt cái chiêu của ổng so với Kunoichi nó hiệu quả hơn chút. Tại cái tầm đánh nó rộng. Kunoichi thì được cái đòn hyper nó ngon. Cái đòn nổ bom này của ông này thì nó gây mất thế thủ. Rồi đây. Ông này thì cũng đỉnh rồi.
Ông này nhà người nhà Shibata nhưng mà không phải chánh tướng thì cũng không cần phải sợ. Đại quốc cái chiêu này quá là xong rồi đó. Rồi cũng lên cấp, nãy giờ mới lên được tí level. Quýnh mới được có 100 mấy này là ai nó tự quýnh chứ không phải mình quýnh. À thôi cái cửa đó cũng không cần phải đập đâu. Rồi phân thân gục. Ây da. À, chưa kịp bay lên bị thằng lính nó phá lên nhục con. Nhào vô. Canh hết rồi chú em ạ. À. Đây cái đòn bay xuống của ổng là cũng hơi bị đỉnh đấy. Đây. Trúng luôn hai thằng nhưng mà thằng kia máu nó còn nhiều nó chưa gục. Rồi đây, nhào vô. Trời, đúng lúc lấy được cái này chứ. Ổng nhờ vô đánh chánh tướng liền thì hơi uổng. Đây à, đúng rồi, cho ông này chạy qua nè. Ông này nãy giờ thấy chạy tới chạy lui không? Tội nghiệp. À, kệ nó, tại giờ mình đang cần một cái tướng đi làm việc gạt. À, mấy, ông này mới là chánh tướng mà này, cho ổng đi đánh, ông luyện công thì mình cần luyện ông này. Ví dụ là chưa có chiêu gì nó hơi dở, tiền người ta không cần, tiền giờ nhiều lắm rồi. Bây giờ là quýnh chế độ khó là lấy được đồ tốt tốt một tí, mấy bạn chỉ cần đồ có thuộc tính thôi, không cần gì nhiều. Đây lên đây đập cửa trước. Cái cửa kia đáng để cho ông Yoshigu cầm cũng được. Rồi xong. Đó. Quá đã luôn. Nó chơi cái Samurai Warriors này nó khá dễ. Biết cách chơi đã đòn đánh nó nhàn lắm. Cái thuộc tính với lại cái tốc độ của mình còn các bạn. Rồi ok ha, đồng đội đã KS giùm, miễn là lấy được đồ là được rồi, không mất đồ là tốt. Rồi đây. À, mình chờ mình học được cái chiêu phân thân này rồi, cái về nhân vật nào cũng có biết chiêu của ninja đó. Hơi ăn gian tí nhưng thôi kệ. Ông này đánh hai bơ là hơi bị đỉnh luôn. Chà, tướng địch còn nhiều hơn mình nghĩ. Ấy chà, nào đấy. Đùa với ông này, chia đặc biệt của ông này cũng ngon lắm á. Tại mình để ông này cho mạng sau thôi. À, có cái thùng đằng kia quên ăn nó chạy về sớm quá. Ờ, à, mình vừa kích chiêu lên cái mấy thằng kia nó bị dính cái debuff vậy kìa. Ờ, nó ra chiêu ngẫu nhiên thiệt. Tới lượt ông này diễn nè. Này tướng hả? Quýnh thường thôi cũng đủ ăn. À, nó gần hết máu rồi. Mấy thằng tướng này mới màng một sao nó cũng hơi đuối. Mình đánh được. Rồi ok. À chị, nó chỉ là cái thằng chỉ huy kỵ binh thôi, mình cứ tưởng nãy giờ nó là cái tướng nào, hóa ra chỉ là cái thằng này thôi. Cái thằng này thì không nguy hiểm. Rồi đi lên đóng đánh ông Kasue nè. Ây, nó lại không biết tự lên ngựa nha, hơi dở. Đây
cổng này nãy chưa đập nè, đánh lần này cho nó sẽ ra đồ. Tôi nó ra đồ một lần thôi nha, nếu mà cái cổng nó bị chiếm lại nó không ra đồ nữa đâu nha. Trời, quýnh hết một combo nhẹ mà nó còn chưa chết hết lính, buồn. Hơi mất nhiều thời gian để ra cái thức thứ hai, nhưng mà con đều được cái là nó nổ rộng thì cũng đỡ. Kunoichi nó múa tới ba đòn nó mới ra được cái đòn cuối cùng, mà nó cái tầm nổ nó không được rộng cho lắm. Rồi coi như xong thôi, được rồi, cái màn này cũng không có gì để mà tiếc cái thùng kia cả. Tại nó cũng chả ra được cái món đồ xịn, mà nếu mà có ra được đồ xịn thì cũng không xịn lắm. Một sao mà tướng mình chưa có gì, nó đánh chắc cũng ra đồ thường. Rồi khỏi, tại cái bên góc đông bắc đó, nó còn một cái thùng nữa. Rồi đây vô đánh hai vị tướng cuối cùng nè. Lưu ý là cái việc hai tướng này cùng lúc nha, vì con ôi chi chứa là ông Kasue ông khùng lên là mình mệt á. Con ngựa mình mặc nó có được tính luôn mới ghê. Rồi phân thân chi thuật. Rồi xong. Nhào vô. À đó ăn dày mới được. Nhưng mà chứ à hay hên quá. Tại ông Kasue mà ông chết trước thì bà này không rớt đồ. Trời ơi, tránh tướng chết mà rớt cho mình ba cục không nắm. Nó buồn đời dữ vậy ta. À đúng rồi, lâu đài ổng về lâu đài Kitanoso nè, nói chung ta có nhiều cái địa danh Nhật Bản mình không có nhớ. Nói chung là Hideyoshi thì đến phút cuối cùng cũng không muốn ép chết ông này, chẳng qua là ông ấy quá trung thành với nhà Oda thôi. Ông Kasue á, ông không chịu hàng. Chứ thực chất lúc đó ông chịu hàng thì Hideyoshi cái đó vốn là cái người mà xuất thân bình dân mà. Ông sẵn sàng trọng dụng bất kỳ ai thôi, nhưng mà tại vì cái ông kia ông đề cao cái tinh thần của sĩ đạo quá. Hideyoshi thì vốn là không phải samurai rồi, thành ra là chúng ta lấy cái đức của samurai mà áp cho ổng thì đôi khi không đúng. Nói chung ông ấy là một cái người trí, cái người gọi là thức thời các bạn thấy không, nhà Oda cái sau cái chết của Oda Nobunaga thì cái nhà Oda nó tàn rồi. Rồi ok, nói chung là chúng ta mở được thức thứ tư rồi đấy, nhưng mà thức thứ tư chưa được đầy đủ thì chúng ta không lấy được cái dòng bảo vệ. Ông này thì có hai chiêu, chiêu nhất là chiêu đặt bom, chiêu thứ hai là chiêu tạo cái từ trường bảo vệ. Chiêu số 3 của ông thì đủ rồi đấy, mà chẳng qua nó đánh thêm một cái đòn rộng hơn thôi. Cái chiêu hyper thì nó đầy, nó kéo dài thêm được chút cũng khá ngon. Ông này thì được cũng được tương đối. Ông này thì cái chiêu đặc biệt ổng có một cái là tại ông này tuy là ổng là dạng cũng là trí tướng, nhưng mà ổng này là tướng hyper hơn nha các bạn, chứ không phải là tướng special như ông kia. Thành ra là cái đòn đánh của ổng thì nó lại thiên về cái tốc độ hơn. Thì nói chung là hai ông này ông nào cũng có cái hay riêng. Rồi ok, trận này chúng ta búp cho missionary là chủ yếu. Nói chung là không có cái quạt nào cho ra hồn lắm, có cây này có lửa thì cũng được, mà ổng này xài băng. Thôi kệ, nó vừa băng vừa lửa, coi như là con gác đi. Rồi không biết là có cốt truyện, chơi chiến dịch nó sẽ có cốt truyện. Lâu lâu thì nó bị bất, thành ra là một số nhân vật cái tóc của họ cái trang, nhưng mà nói chung cái này nó không ảnh hưởng lắm trò chơi. Chẳng qua là nó khiến cho cái ngoại hình một số nhân vật nó bị thay đổi thôi. Nó về kiểu tóc mặc định. Đó. Nói chung là lúc này dưới trướng của Hideyoshi là có 3 người, trong đó là 2 người này là dũng tướng, còn ông Missionary này là trí tướng. Và ông này là cái người coi ví như là tổng quản của nhà Hideyoshi. Nói chung là ông này rất là giỏi quản lý. Missionary là vĩnh ví ngang với Tiêu Hà đấy, không có đùa đâu. Nhưng mà nhìn chung thì sau khi mà Hideyoshi mất thì nhà Toyotomi bắt đầu nó cũng đi xuống. Tại vì cái bà cha cha đó và bà thiếp mà sinh ra được Hideyori á, bà ấy lộng hành, thành ra là cái chư hầu nó không đầu kết. Quan trọng hơn hết nữa đó là nó chia thành hai bang văn võ. Ông Tokugawa thì các bạn biết rồi đó, ông rất là giỏi về cái mảng ngoại giao, thành ra ông cứ chọt chỗ này chọt chỗ kia, thành ra nội bộ của nhà Toyotomi là tự động nó tan rã thôi. Chủ thì còn trẻ cho nên là bề tôi nó không phục rồi. Những cái người mà được Hideyoshi sắp xếp để mà phò tá con mình á, thì chỉ có mỗi ông Missionary này là ổng sống thọ thôi. Họ để ổng phò tá mấy ông kia đa phần chết sớm. Hai cái ông vừa rồi thì cũng là được giao nhiệm vụ phò tá, mà hai ông đó là trợ giáo. Tại chủ yếu là do mâu thuẫn với ông này, tại ông này là bên băng văn nè các bạn. Missionary là băng văn, hai ông kia băng võ. Nói chung là hai bang này thì nó hay mâu thuẫn nhau lắm.
Mà đặc biệt là lúc đó do chủ còn nhỏ nên ông missionary này là có phần là hơi chuyên quyền, thành ra hai ông kia ông cũng ghét. Thì cái đó thôi chúng ta chịu, nói chung là cái vấn đề chính trị mà các bạn, không ông này thì không chịu ông kia, chuyện bình thường thôi. Nói chung là chết, nói chung là thường ngày xưa người ta nó hay bị cái vấn đề này, khi mà chủ chết mà con còn cái người thừa kế còn nhỏ tuổi thường bề tôi nó không phục. Một quá là nó trung thành thì nó sẽ lộng quyền để mà nó kiếm cái quyền lợi cho nó và nó áp chế những thằng khác, còn hai là nó sẽ có ý nó làm phản. Thì cái chuyện này cũng chịu thôi các bạn, nó không có tránh được, dù là ở nước nào hay nền văn hóa nào. Tại sao cùng thì con người chúng ta vẫn làm việc vì quyền lợi là chủ yếu, còn cái mấy cái mà đạo đức hay cái gì đó này, nho giáo hay tinh thần Bushido, Bushido gì đó thì cũng vậy thôi các bạn ạ. Nó cũng chỉ là cái danh thôi, còn người ta quan tâm đến cái thực nhiều hơn. Tại vì có danh mà không có thực, người ta gọi là hữu danh vô thực đó các bạn, thấy không? Tức là có cái tiếng thôi mà không có cái miếng nào hết trơn thì nó cái danh đó nó không có lợi. Người ta có nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra để mua danh, nhưng mà để cái danh đó thì họ kiếm lợi lại cho họ. Còn tất nhiên có những người họ giàu sẵn rồi thì họ giờ họ chỉ muốn cái danh thôi, họ không cần cái tiền nữa. Thì cái chuyện đó không nói, nhưng mà tại vì họ đã có thực rồi họ mới có cái này, là họ kiếm thêm cái danh. Còn cái dạng mà ham cái hố cái danh mà không cần cái thực thì cái dạng đó thì chúng ta háo danh đó thì ta còn không bàn. Mà chiến tranh thì không bao giờ dành cho những kẻ háo danh các bạn nha. Ra chiến tham gia chiến tranh mà háo danh là chỉ có chết sớm thôi. Mà Viên Thuật là một trong những cái con người mà đại diện tiêu biểu cho cái nhóm đó đó. Có trong tay có hai quận bài đặt xưng là hoàng đế, mà trong lúc đó nhà Hán vẫn còn, chư hầu có đập cho. Rồi thôi, ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.